mạch là bệnh lý nguy hiểm và chiếm tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt tuổi mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa do những thói quen, lối sống có hại cho sức khỏe. Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới, nhiều hơn cả bệnh lý ung thư, dù là ở các nước đã hay đang phát triển. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Tim mạch là bệnh lý xuất hiện âm thầm nhưng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng. Trong những năm trở lại đây, tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, trung bình cứ 4 người lớn ở Việt Nam có ít nhất từ 1 đến 2 người đã mang nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi. Song trên thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên cao hơn chúng ta nghĩ. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào, và tuổi mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hóa. Người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh nên họ thường chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa hợp lý.